Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 của VNATV và chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi Tâm Đoan Shop, tọa lạc ngay ở trên đường Bonsai có với Moran. Tâm Đoan Shop có hai dòng sản phẩm là D1 và D-Royal Support rất là tốt để phục vụ cho quý vị. Và những sản phẩm này được sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như Hàn Quốc và Canada. Và số phone đó là 1-888-376-6768, 1-888-376-6768. Kính mong quý khán giả ủng hộ. Và tiếp đến nữa cũng hân hạnh được bảo trợ bởi cơ quan thống kê dân số cứ 10 năm được thực hiện một lần để các ngân sách cũng như là các nguồn tài nguyên của chính phủ liên bang có thể gửi đến cho từng khu vực một cách đúng đắn nhất dựa trên từng cái nhân khẩu ở tại từng khu vực, cho nên rất là quan trọng. Nếu quý vị nhớ, chúng ta cần phải điền vào mẫu đơn thống kê dân số của năm nay. Website đó là 2020census.gov, 2020census.gov. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến nữa, đây vẫn là mùa rất là tốt, thời gian rất là tốt để cho quý vị refinance cho cái căn nhà yêu quý của mình, để mà tiền mortgage mỗi tháng mình trả thấp hơn, hoặc là quý vị nào đang muốn đầu tư mình mua thêm một căn nhà nữa cho thuê kiếm lời, dạ thì mời quý vị tìm đến với nhà văn Trương Tất Tiến. Dạ thưa quý vị, thì như chúng tôi cũng đã thưa trước đây một cái tin rất là ngắn, nói rất là nhanh trước cái bản tin chính là hai vợ chồng mọi người chia súng vào đồng bữa tình trước ở St. Louis đó. Bây giờ hai vợ chồng đó là luật sư tới phản đối ông thị trường, tới nhà ông thị trường yêu cầu phản đối ông để cho dân chúng nó quậy quá. Thưa quý vị, đây là cái tin tiếp nối từ lần trước thôi. Bây giờ cái tin chính thức là Bộ Quốc phòng cấm quân nhân đến ba tiểu bang mà trong đó có tiểu bang Cali và chúng tôi mắc cỡ qua thử cái Bộ Quốc phòng đã cấm ba cái nơi là thứ nhất là California nè, rồi California, rồi California với Florida và Michigan. Ba tiểu bang này thì bị cấm không có được cấm quân nhân không được tới ba tiểu bang này, thì ba tiểu bang bùng phát và họ ra lệnh là nếu mà các tiểu bang này mà có những cái sự mà giảm cái con số mà nhiễm bệnh xuống á, trong vòng 14 ngày liên tục thì họ mới có thể cho quân nhân họ tới, hoặc là vượt thuyên chuyển, hoặc là đi làm việc, hoặc là đi thăm gia đình, bất cứ cái chuyện gì cũng không có được tới ba tiểu bang này vì họ sợ nơi này không có đủ cái giường bệnh cho nằm. Đó là lý do chính. Thứ nhất là họ sợ giường bệnh không đủ cho người bị nhiễm bệnh, do đó họ ra lệnh cấm tất cả những cái tiểu bang này. Trong khi đó là họ lại xả ra khỏi cái danh sách bị cấm, đó là Minnesota và North Carolina, và hai cái tiểu bang này coi như là tình hình ổn định, cho nên quân nhân có thể tới hai tiểu bang này, mà trừ cái ba cái tiểu bang mà chúng tôi vừa mới thưa qua. Thưa quý vị, đó là một cái việc mà rất là bảo vệ cho quân đội, bởi vì quân đội vừa qua cũng đã có 1.100 quân nhân đã bị nhiễm bệnh dương tính đó, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa, giống như Mỹ Linh đã thư chuyện cùng với quý khán giả ở trong phần đầu, thì hãng hàng không Qantas của Australia đã quyết định là sẽ gọi là dừng hết tất cả các chuyến bay quốc tế từ đây cho đến tháng 10 luôn, tại vì lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể vẫn sẽ tiếp tục hoành hành cho đến cuối năm. Tuy nhiên, New Zealand là một ngoại lệ, tại vì New Zealand là đã không có người nhiễm bệnh mới trong rất là nhiều tuần, và sau đó thì họ có thêm 2 người nhiễm bệnh mới, nhưng mà sau đó thì tình hình lại tốt đẹp trở lại. Cho nên là ở New Zealand tình hình rất là tốt, và người phát ngôn viên của hãng hàng không Qantas nói rằng là Bộ trưởng Bộ Du lịch của Australia là ông Simon Birmingham gần đây đã cho biết là biên giới quốc tế của Úc sẽ hầu hết với các quốc gia có thể khó mở cửa trở lại cho đến năm 2021, có thể họ đóng luôn cho đến cuối năm luôn để mà bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra ngoại lệ là New Zealand, nước láng giềng của Úc ở trên bờ biển Tasman, vì họ thấy rằng đây kiểm soát rất là tốt cái COVID-19, cũng như là bất kỳ ai mà du lịch giữa hai nước này thì cũng cần cách ly 2 tuần, thì sau đó thì vẫn có thể đến New Zealand du lịch enjoy như bình thường, thưa quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa quý vị trước đây vài ngày, đó là cái đập Tam Hiệp, đó là cái đập lớn nhất của Trung Cộng, có thể sẽ bị vỡ ra trong vài ngày tới, thưa quý vị. Và nếu mà vỡ ra thì có thể nhấn chìm một nửa Bắc Kinh luôn, và tất cả thành phố xung quanh đó, Vũ Hán, những thành phố đó sẽ chìm ngập dưới làn nước, và như vậy là nền kinh tế của Trung Cộng sẽ rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thì cái đập Tam Hiệp này cho đến giờ này thì chưa vỡ, nhưng mà người ta đang mong rằng nó sẽ vỡ, tại vì nó vỡ ra thì Trung Cộng mới có thể đầu hàng được trước những cái vấn đề mà phải tấn công thế giới về kinh tế, về tài chính, thưa quý vị. Thì đập Tam Hiệp hiện nay đang xả lũ, đang cố gắng xả lũ để giảm cái lượng nước xuống, đang ép áp lực, và cái đập Tam Hiệp có thể làm đập Tam Hiệp bị vỡ. Thì vấn đề xả lũ nó lại là nguy hiểm, xả lũ không là cho bao nhiêu người dân ở dưới này chết rồi. Thành ra khi mà
Lập Tam Hiệp bị vỡ thì dân Trung Hoa cũng rất là khổ, mà không vỡ mà bị xả lũ ra cũng rất là khổ. Thưa quý vị, cả hai cái đều là gây nguy hiểm cho đến cái tình trạng và kinh tế tài chính của Trung Cộng. Và lúc bây giờ có thể là nước Mỹ chúng ta hoặc là các nước khác có thể là dùng áp lực ở bắt Trung Cộng phải phục tùng cái quy chế của quốc tế trong vấn đề buôn bán, không có được gian lận, không có được sử dụng mà công nhân một cách là bừa bãi, hoặc là phải tránh tất cả những cái vấn đề và trù dập và hành hạ những công nhân viên theo cái chính sách mà độc tài của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Tại vì cái đập Tam Hiệp này vốn là một cái con đập coi như là đập lớn ở trên thế giới, đập nhưng mà nó là đập thủy điện lớn nhất của thế giới, và nó chặn cái con sông lớn thứ ba thế giới là con sông Trường Giang hay là sông Dương Tử. Nó không có ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam giống như là sông Cửu Long. Khi mà họ chặn cái dòng của sông Cửu Long thì những người hạ nguồn giống như là Việt Nam của mình nguy hiểm hơn. Cái sông Trường Giang này không ảnh hưởng quá nhiều đến Việt Nam của mình, nhưng mà nó ảnh hưởng tới khu vực hạ lưu ở của những sông, cái tỉnh 10 tỉnh lân cận ở ngay chỗ cái khu vực của sông Trường Giang này, cho nên là vô cùng nguy hiểm. Là tại sao là mưa đó thì liên tục trong 30 ngày rồi, mà mưa sẽ tiếp tục trong 30 ngày tiếp theo, mà bây giờ đập lại xả lũ có nghĩa là xả ao ạt nước đi xuống nữa. Vừa trời mưa vừa nước nữa thì người dân chịu không nổi, 75 người thiệt mạng rồi giờ đó. Cho nên là đây là tình hình rất là nguy ngập. Nhưng mà cái dự báo thời tiết ở tại Trung Quốc cho biết là 30 ngày tiếp theo trời sẽ mưa. Wow, cho nên là lần này Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là California gọi là cơ quan về bảo vệ cho người lao động, tức là Bộ Lao động của California đã kiện công ty Cisco và hai nhân viên của công ty Cisco này về việc phân biệt đối xử đối với một người kỹ sư người Ấn Độ. Dạ, quý vị biết là Ấn Độ là một cái đất nước mà cái sự bình đẳng giai cấp là rất là khó khăn tại Ấn Độ, và họ vẫn gọi là cái đạo Hindu đó, đạo Ấn Độ giáo vẫn còn khinh miệt những người mà có cái cấp và cái giai cấp thấp hơn mình. Thì cái người đàn ông người Ấn Độ này làm việc ở trong công ty Cisco, ông ta có một cái gọi là cái cấp độ thấp hơn, ông ta ở cấp độ là Dalit, là một cấp độ thấp nhất của đạo Hindu. Và như vậy đó thì ở trong công ty Cisco này có hai người supervisor là những người cũng là những người Ấn Độ đạo Hindu, và họ là ở giai cấp cao hơn cái người này. Do cho nên là họ đã có những cái hành xử mà không có đúng mực với cái người nhân viên của mình, và cũng như là công ty Cisco đã không có những hành động đúng đắn để mà kịp thời bảo vệ cho cái người nhân viên Ấn Độ này khi mà ông ta ở giai cấp thấp nhất của đạo Hindu và đã bị gọi là hiếp đáp ở trong sở làm của mình. Chính vì như vậy mà Bộ Lao động của California đã kiện công ty Cisco, thưa quý vị, một công ty về viễn thông. Thưa quý vị đã biết là quân đội Hoa Kỳ đó là một quân đội rất là tự do thoải mái mà cho cả nam nữ ở chung trong một trại luôn, thưa quý vị. Thành ra cũng thường xảy ra nhiều các vụ mà bị lạm dụng tình dục, cũng như là những cái vụ mà ghen tuông, rồi nhiều cái vụ xảy ra giữa nam và nữ và những người quân nhân tại ngũ. Thưa quý vị, gần đây ở Fort Hood đó, ở Texas là một người gọi là binh nhì đó, cô gọi là binh nhì tên là Vanessa Gulen đã biến mất và không hiểu nguyên nhân tại sao biến mất. Thì cùng ngày hôm đó lại có một người nữ khác, một người lính khác có tự xử ở trong phòng riêng của mình, và người ta nghi rằng hai vụ này dính đáng với nhau. Mà cho tới giờ này người ta đã tìm thấy một số những bộ phận cơ thể, như vậy không phải toàn vẹn cơ thể đâu thưa quý vị, một số bộ phận cơ thể của cái cô này và cô Vanessa này, và gia đình cũng đã xác nhận đây là những cái phần cơ thể của cô này. Đây là một vụ án mạng rất là rùng rợn, và nếu mà thủ phạm giết người như này chưa biết là ai, mà chỉ biết là có cái liên can tới, chắc chắn là có liên can tới cái người mà cùng tự sát trong cái ngày hôm đó. Thì chúng ta đã biết là quân đội Hoa Kỳ tuy là kỷ luật rất là nghiêm minh, nhưng mà không thể nào mà tránh khỏi những cái vấn đề mà đụng chạm giữa nam và nữ, cũng như là thượng cấp với lại những người nữ quân nhân mà lên làm việc trong mấy ông tướng tá đó. Thưa quý vị, trước đây nhiều vụ xảy ra, nhiều ông tướng đã bị bay trước chỉ vì có một cái cảm tình riêng đặc biệt với cái người thân nhân thượng cấp của mình. Thì đây là một vụ mới, cũng chứng tỏ là cái vấn đề mà dù kỷ luật đến đâu chăng nữa thì cũng vẫn có những khe hở mà để cho người ta có thể mà va chạm lẫn nhau ở trong quân đội, thưa quý vị. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là quý vị Hồng còn nhớ là Mỹ Linh đã đưa cho quý vị một cái bản tin liên quan đến một người cảnh sát da trắng đã bắt một người biểu tình là quỳ xuống và ép người này phải quỳ xuống, và cái người này bây giờ đó đã phải ra tòa.
để mà xử tội và đang cho những cái phiên tòa trial đầu tiên để mà xử phạt người cảnh sát này. Và nếu anh ta bị kết luận là guilty thì anh ta có thể phải đối mặt với bản án là 1 năm tù cộng với lại 1.000 đồng tiền phạt, thưa quý vị. Dạ vâng, quý vị thấy trên hình ảnh viên cảnh sát này ở tại Fort Lauderdale có tên là Stephen Bohorens đã bắt một người biểu tình là người da màu phải quỳ xuống và sau đó thì dùng bạo lực và cũng như là giống như những cái sức mạnh của mình để mà ghi người này xuống. Nhưng mà may mắn là anh ta bị cản ngay kịp thời bởi một người đồng nghiệp của mình là một người sĩ quan người da màu có tên là Crystal Smith đến cản anh ta và la anh ta liền là tại sao anh ta lại dùng cái hành động như vậy đối với người biểu tình, cho nên là đã kịp thời cản anh ta để anh ta không có những hành động mạnh mẽ hơn. Nhưng mà bây giờ thì video clip đã lan truyền, anh ta đã phải tạm ngưng chức vụ ngay sau cái ngày 31 tháng 5 là cái ngày mà vi phạm điều này, anh ta bị tạm ngưng chức vụ ngay và đang được điều tra. Và nếu như anh ta sau những phiên tòa điều trần, nếu anh ta bị plead guilty thì sẽ phải đối mặt với bản án 1 năm tù và 1.000 đồng tiền phạt. Thưa quý vị, người Mỹ thường được mệnh danh là melting pot, tức là một cái chảo mà kêu là nhào lộn đủ thứ hết, thành ra cái văn hóa cũng như là tập tục của người Mỹ rất là kỳ lạ. Dạ, nhưng mà trước khi mà phải nói điều này thì chúng ta phải đến với phần quảng cáo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ trở lại sau quảng cáo.